Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn cách cơ bản pha chế một ly lassi. Thì đầu tiên, một ly lassi bắt buộc là một loại trái cây, đầu khoảng từ 70 cho tới 100g. Thứ hai là một hũ dao ua, đầu khoảng tương đương 60ml. Thứ ba là sữa đặc, đầu khoảng 30ml. Thứ tư là đường nước. Thứ năm là một loại syrup theo trái cây. Ví dụ bạn chọn trái cây dâu thì bạn có thể là chọn siro dâu. Thứ sáu là mình bỏ tất tần tật vào máy len. Len xong xuôi hết mình đổ ra. Sau đó mình sẽ tớp quýt bình diêm bên đầu và mình kết thúc một ly lassi. Hôm nay ta sẽ hướng dẫn bạn cách pha chế một ly lassi có tên là green tea lassi, gồm có chuối, mật ong, trà matcha, đường nước, sữa chua, sữa đặc. Cách làm như sau. Đầu tiên mình sẽ cho 70g chuối hoặc 100g chuối, từ 70g tới 100g chuối. Sau đó mình sẽ cho 10ml mật ong. Rồi mình sẽ cho thêm 20ml nước đường. Mình cho 30ml sữa đặc. Rồi các bạn nên nhớ khi mà đổ cái nào mà có sữa đặc và nước đường thì mình đổ nước đường trước xong đổ sữa đặc vô. Để mình đổ vô một là cái một không có dính sữa đặc lại. Các bạn thấy đó, sữa đặc không có dính lại ha. Các bạn nên nhớ. Sau đó xong mình cho một hũ dao ua. Rồi tiếp theo mình cho 1/2 muỗng trà matcha. Rồi sau đó mình sẽ cho một cú đất cúc đá vào máy len. Rồi mình lấy nắp mình gài lại. Rồi sau đó mình sẽ gấp máy len lên. Rất khỏe. Mình len đều sản phẩm xong, sau đó mình sẽ đổ trực tiếp ra ly. Rồi, sau đó mình sẽ dùng whipping cream on the top. Các bạn lắc đều whipping cream. Rồi, mình sẽ trang trí một lát dao húng lủi. Mình sẽ cho một cây khuấy. Kèm theo một cái ống hút. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tiếp theo.